Quý vị biết ông đi làm hãng thì nó cực lắm. Dậy phải dậy sớm, tại có những hãng là K1 mới vậy đó. Dậy sớm từ coi như 4-5 giờ phải dậy rồi. Cho nên nhiều người họ dậy không có nổi vào ca này, cho nên họ làm thường làm K2 là thường là từ 3 giờ cho đến 11-12 giờ đêm. Giờ đó thì lại dễ xử hơn. Cho nên khổ lắm các bạn. Mới qua đó thì cứ nghĩ là làm hãng là cái gì đó tuyệt vời lắm, cho nên là hào hứng lắm, hào hứng dữ dội lắm, ngày đầu sung lắm. Ngày thứ hai là bắt đầu là quải à. Và cái tuần lễ đầu tiên là tuần lễ mệt mỏi nhất của những người mà đi làm hãng. Tuần lễ đầu tiên đi làm hãng ở Mỹ á. Tại vì nhiều thứ là phải mới lạ rồi à, đứng suốt á, người đứng 10 tiếng, người đứng 12 tiếng, người đứng 8 tiếng. Nhưng hôm qua ông cậu mình đứng 12 tiếng nè. Về là coi như là ông đã rời rồi. Nhưng mà làm ít giờ ngày, đừng làm có 3 ngày thôi. Mình khuyên ổng nên làm vậy đi chi với ông để có được hai cái check để mua bảo hiểm. Cái thứ hai là có cái kinh nghiệm để mốt mình apply những cái hãng khác á thì nó dễ hơn. Thì không biết sao bây giờ chưa thấy ra đó, nãy giờ đợi gần 5 phút rồi. Kêu nãy giờ là họ không bắt máy luôn á, không biết dậy chưa nữa. Cũng thông cảm lắm chứ nhiều người không biết là sẽ bực bội la lối sùm ở chỗ này. Mình thì mình đã thức từ 4 giờ để mình sẵn sàng, mình học bài xong mình đưa họ đi làm. Không biết có ai trên đời là nhiệt tình như tôi không trời. Chuyện làm người ta mình cũng nhiệt tình thấy ớn luôn á. Nhưng mà thôi, cái đó là cái mình giúp người ta mình phải vậy thôi. Hồi xưa mình cũng qua đây khó khăn, giờ mình hiểu nên mình cũng biết mình giúp người ta. Sao rồi các chiến binh vẫn sung sức để lên đường nhé hả? Đây anh nè, anh Di Béo nè, anh Thiên Ân làm hãng ở Mỹ buổi sáng sớm. Nay vô đục lỗ nữa là dục luôn đi vậy. Đục lỗ nguyên ngày, ngày đầu tiên làm sao? Ngày đầu tiên làm phê không? Thôi chắc về ngủ ngon hả? Nằm thẳng cẳng luôn nha. Ừ. Thăng đường luôn. Rồi ngày thứ hai tranh thủ nha, ngày thứ ba là sau thứ năm là nghỉ được rồi đó, 3 ngày thôi, tận hưởng 4 ngày, còn sung nữa cho làm thêm 4 ngày nữa. Sọ giống nữ rồi cũng được. Rồi lên đường nha, giờ là 4 giờ, 5 giờ kém 10 chạy anh hãng 5 giờ vừa. Cố gắng nha Duy ơi, cố gắng nha. Cố gắng đây mấy ngày đầu cực thôi. Thưa các bạn, bữa nay ngày thứ hai trong tuần mình đưa người nhà mình đi làm trong hãng in nè. Đó, đây là cái hãng ngày xưa mình làm, lương thì cũng bèo lắm, 11 đô một giờ. Nhưng mà được cái làm có 3 ngày một tuần thôi, khỏe. Chịu khó xíu để lấy được một số các cái điều kiện ban đầu như là kinh nghiệm làm hãng. Rồi lấy hai cái check đầu tiên để mua bảo hiểm y tế Mỹ mới qua là mình tư vấn là vô ngay cái hãng này làm là dễ nhất. Nếu các bạn ở Minnesota đó thì cứ vô hãng này làm đi. Coi như apply buổi trước buổi sau để làm ngay liền. Làm xong đi, trong thời gian đó đó mình sẽ nộp đơn ở một số các cái hãng khác, chờ nó kêu. Nó kêu rồi thì mình nhảy qua liền luôn, thì nó hỏi mình kinh nghiệm rồi bỏ vô có kinh nghiệm liền. Thì mình mà đứng được cái hãng này á, làm được hãng này là các bạn đi hãng nào làm được hết á. Tại sao biết không? Cái hãng này làm dài giờ lắm, 12 tiếng nữa. Đứng được là coi như là ok. Rồi giờ mình vô cho bạn xem nha. Em đi vô chỗ này. Vô trong hãng. Dương Trung Hiếu xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hiếu sẽ chia sẻ với mọi người về cái gọi là công việc làm ở Mỹ. Cái việc này thì mình chỉ dám lấy cái kinh nghiệm bản thân và công việc của mình nói chuyện thôi thưa quý vị. Bởi vì mỗi người nó mỗi khác nhau, không ai giống ai hết. Và nhất là những anh chị em nào mà ở Mỹ lâu năm á, quý vị chắc chắn là khác với tụi này khi mới qua. Quý vị đã có những cái kinh nghiệm, những cái thâm niên và cái thời quý vị đi làm á, nó cũng khác với mình. Và quý vị đã học hành
có bằng cấp, có license ở Mỹ, cho nên quý vị cũng rất khác đối với chúng tôi bây giờ. Thì tôi là người gần đây nhất, cho nên là tôi muốn chia sẻ với thật lòng với tất cả những anh em ở Việt Nam chuẩn bị qua Mỹ đây, có một số thông tin để tham khảo được quý vị. Quý vị nghe nói là những anh em bên đây về á, họ hay nói là tôi làm ở hãng. Như vậy làm ở hãng là như thế nào mà ra làm sao thưa quý vị? Thì trước tiên mình muốn nói những điều như thế này. Ở Việt Nam á, chúng ta có thể làm bác sĩ, làm giáo viên, làm này làm kia làm nọ. Nhưng mà khi qua Mỹ này đó, để làm được công việc mình yêu thích, đúng công việc của mình ở Việt Nam, cái điều đó được chứ không phải không được thưa quý vị. Nhưng mà khoảng một vài năm đi, nếu thật sự người nào mà mới qua Mỹ mà làm được ngay liền á, thì thật sự mình rất là kính nể. Bởi vì á, khi mới qua đây á, thì chúng ta phải vật lộn với ngôn ngữ nè. Chúng ta phải chuyển đổi bằng cấp, nghĩa là phải học lại, và chúng ta phải thi cử lại để lấy đúng cái license, cái nghề của mình ở Mỹ này. Sau đó chúng ta mới xin việc làm thì nó mới approve và chấp nhận chúng ta được. Còn trong thời gian đó đó, chúng ta phải tồn tại được cái đã. Chúng ta phải tồn tại ít nhất là từ 1 đến 2 năm. Không lẽ chúng ta ngồi không? Chúng ta phải đi làm thôi. Đi làm để chi? Để kiếm tiền phụ giúp gia đình, để trang trải cuộc sống, và đồng thời lấy kinh nghiệm để mà giao tiếp với xã hội bên ngoài. Và cái quan trọng là chúng ta phải lấy được cái bản khai thuế hàng năm, để sau này chúng ta còn mua nhà, mua xe, nhiều thứ khác lắm. Cho nên chúng ta không nên phí sức, không nên ngồi không, nó uổng lắm. Cho nên Hiếu chia sẻ với vị thế này. Nhưng bản thân Hiếu đi qua đây á, thì thời gian đầu mình giống như điên như khùng rồi thưa quý vị. Bởi vì á, khó kiếm công việc quá. Thứ nhất á, tại vì mình không có kinh nghiệm ở đây. Thứ hai, không có xe cộ, phương tiện đi lại. Và thứ ba là những người trong gia đình mình á, họ làm những cái công việc á, nó không có dính dáng tới chuyện hãng xưởng hay là... Cho nên khi mình qua mình vật lộn một thời gian, cũng mất gần hơn 6 tháng. Xong rồi có xe, xong có bằng lái, xong hết thì mình mới đi kiếm việc làm. Lúc đầu mình nghe nói hãng xưởng, mình cứ tưởng nó hoành tráng mà nó ghê gớm lắm thưa quý vị. Nhưng mà khi đi xin việc vô làm á, tôi nhớ điều là công việc đầu tiên tôi làm á, là làm trong cái hãng rau củ quả, à, cụ thể hơn là cái hãng dưa leo. Mà biết á, là cái hũ vậy nè, nó chạy trên dây chuyền, rồi mình bóc từng cái miếng dưa, mình nhét vô. Công việc nó rất là đơn giản, không có gì khó chứ. Đứng trên dây chuyền nó chạy cái hũ tới, mình nhét dưa vô vậy thôi. Thỉnh thoảng thì nó cho mình ra lựa mấy cái dưa, nó sắc rồi lựa mấy dưa hư dục, hoặc là mấy cái ớt rồi nọ rồi mình dục. Nói chung công việc không cần đầu óc, chỉ cần tay chân thôi. Và quý vị cứ hình dung điều vậy nè, ở Việt Nam mình ở cái khu công nghiệp ra làm sao á, thì đây tôi làm y chang vậy á. Khi tôi vô tôi hỏi những anh em trong cái làm á, thì trong đó có khoảng cả 3 người Việt Nam mình cũng làm chung dây chuyền, có người làm khoảng 2-3 năm, người làm được 5 năm, người làm 6 năm rồi. Chợ tôi hỏi mà người ta làm được tôi cũng kính phục thiệt đó, bởi chân nó nhức hết. Tại vì xưa nay mình có làm cái công việc đó bao giờ đâu. Và thứ hai về mũi á, người mình nó hôi hết tất cả, mà cái mùi dưa mà vẫn tượng giống như cái dưa nó bỏ vô giấm á. Thì lương bổng á, thì Mỹ nghe hay lắm, làm giờ nào tính tiền giờ đó. Thì sau tới tháng nó gửi cái check về tôi, thì tôi nhớ cái check đầu tiên tôi làm ở hãng dưa leo đó đó là được hình như là 80 mấy đồng, 80 mấy đồng trong vòng ngày, trừ thuế xong hết thì còn khoảng cỡ 50-60 đồng thôi, 50 mấy đồng à. Làm được 10 tiếng. Và hãng thứ hai là cái hãng làm bánh. Làm bánh thì nó cũng đơn giản lắm, không có gì khó chứ gì. Cứ cái dây chuyền nó chạy vậy nè, cứ mình bốc, cứ cái bánh nó tới nè, bên tay đây nè, nó có cho mình hai cái món hàng, hai cái vỏ, bên là chi, bên là hem. Chi là mình cái miếng phô mai đó, còn hem là giống như miếng thịt đó, cứ bỏ vô, cứ chạy vào bỏ vô. Thì nó thơm tho hơn chút, không có cực như cái dưa leo. Kiên trì rồi cũng xong. Cho nên là anh qua đi làm, một số anh em trong hãng đó, là họ cũng hỏi thăm, rồi họ cũng chỉ dẫn, họ nói thế thì giờ chú mày nếu mà tiếng Anh khá khá một chút, mà chú mày biết tính toán, hoặc chú mày có ở Việt Nam mày làm gì, nói Việt Nam em thì em làm design, in ấn các thứ đó. Ờ vậy tao chỉ là cái hãng in nè. Mà cái anh đó cũng gần sớm, anh cũng tốt, anh dẫn vô tận nhà in luôn, của anh đang làm, anh cho tôi gặp sếp anh luôn, nói chuyện những thứ. Nhưng mà nó xui một cái mình không làm cái hãng của ảnh. Tôi là apply qua cái hãng gần đó,
Thì tôi vô hãng đó tôi làm trong cái dây chuyền in. Thì thật sự mình không được làm chuyên môn mình đâu, mình chỉ làm công việc đầu tiên đúng không mấy ông, là tôi làm công việc gọi là assembly, là giống như mình làm công việc tay chân đó. Tại thấy trong nhà in đó nó có những gì là xếp giấy nè, bưng bê nè, rồi xếp hàng vô trong trong cái thùng chẳng hạn, mấy cái việc đơn giản vậy thôi, hoặc là dán tem lên hàng, hoặc là đóng thùng của cái hàng in. Thì ít ra nữa thì công việc đó nó nặng hơn mấy công việc cũ mình làm, nhưng mà được cái nó thoải mái hơn đó là mình còn tận dụng được sức đàn ông của mình, chứ thứ hai mình còn suy nghĩ, ví dụ như khi mà nó xếp hàng còn ghi chép nó đâu, mình lôi hàng đi, mình dán tem, mình có nhân dân thì mình cảm thấy là có xài cái đầu một chút. Cho nên tôi làm cái đó cũng được, mình làm được cái công việc tiếp theo là helper. Helper có nghĩa là phụ nó, thay vì mình làm cái việc là giặt kia thì phụ nó, mình chỉ bỏ giấy vô hoặc là mình làm đúng công việc mà nó giao thôi, nó đỡ hơn là những công việc lặt vặt kia. Công việc lặt vặt kia thì bữa nay dày mai khác đó, thấy nó đều mình làm lung tung hết á, còn helper thì không cần. Nghĩa là cái thằng đứng máy thì mình phụ nó, ở nó kêu mình là lau chùi máy, hoặc là dọn dẹp máy, hoặc là đút giấy vô, hoặc là canh giấy như vân thứ. Thì công việc của tôi là như vậy. Thì tiếc một cái là tôi không có quay phim được ở những cái công việc cũ, bởi vì công việc cũ thì nó cấm tuyệt đối không có chuyện cầm điện thoại hay nhẫn nhơ quay gì quay. Nhưng mà công việc mà bên hãng in á thì có vẻ nó được thoải mái hơn, và cái thằng quan trọng là cái thằng mà nó đứng là lead line đó, nó cũng không quá dè dặt. Cho nên tôi có quay nhanh chóng một số các hình ảnh của cái hãng thôi để tôi gửi cho quý vị coi. À, chút xíu nữa tôi sẽ cho quý vị coi những cái công việc mà tôi đã từng làm qua và cái hãng của tôi như thế nào ở Mỹ này. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Cái quan trọng mình muốn nói đây với quý vị á, là khi qua Mỹ này quý vị đừng có chịu đựng, cảm thấy không phù hợp, nhảy ngay, nhảy chỗ khác làm. Tại vì hãng xưởng nó cũng không phải để khó để xin đâu. Cứ kiếm công việc nào mà cảm thấy phù hợp mình thôi. Chứ mình chẳng có gì phải cắn răng chịu đựng hết á. Bởi vì xứ tự do mà. Xứ tự do chúng ta có được, chúng ta có quyền, chúng ta lựa công việc mình yêu thích. Và quan trọng là mình đừng có nản thôi. Thì tới bây giờ tôi cũng cảm thấy là rất là happy với công việc mình đang làm. Lương thì có nói chung là cũng tạm tạm. Thì mình làm đây chi để mình kiếm đồng lương, đồng vô, đồng ra để mình trang trải mà. Rồi rảnh rỗi thứ bảy chủ nhật thì tôi chạy ra phụ chỗ bà chị quen á, có tiệm nail. Thì cũng vẽ vời, cũng làm với ba vẫn kiếm được đồng nào hay đồng đó. Để chi? Để mình đi học. Thì bây giờ tôi đang trở về cái giảng đường đại học lại rồi. Đi học thì khoảng chừng dăm ba năm nữa thôi thì mình ra, mình sẽ hy vọng mình sẽ làm được công việc mình yêu thích. Nhưng tôi nói gì biết, ở Mỹ này đó, muốn gì muốn, chúng ta phải hội nhập, phải tồn tại trước cái đã, rồi sau đó mới tính tới chuyện là phát triển hay là yêu thích hay là mơ ước gì đó tính sau, tồn tại cái đó thưa quý vị. Thì đó là một số kinh nghiệm của tôi chia sẻ với quý vị như vậy. Thì sau này đó quý vị qua Mỹ đó, tôi không dám hứa, nhưng nếu quý vị ở những cái tiểu bang mà gần chỗ mình, hoặc là ở ngay tiểu bang của mình, tiểu bang mình là Minnesota, thì tôi đảm bảo với quý vị một điều đó, tôi thừa khả năng có thể giúp cho quý vị kiếm được công việc làm ở hãng tại Minnesota nha, tôi sẽ giúp được điều đó. Và tôi đủ kinh nghiệm để chia sẻ và hướng dẫn quý vị đi kiếm việc. Còn những chỗ khác thì mình không dám hứa.